Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức viên chức, ôn tập các môn kiến thức chung tiếng Anh và tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo, thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc là 0943078123 để được hướng dẫn. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên thông qua phương pháp phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu à, quyết định 34 năm 2018 à, của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của à, Tổng cục Quản lý Thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. À, như vậy à, các bạn ôn tập dự tuyển công chức hoặc là nâng ngạch à, công chức thuộc đơn vị tổng cục tổng cục quản lý thị trường có yêu cầu học cái tài liệu này thì chúng ta học như thế nào tôi sẽ minh họa cái phương pháp học như sau chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại sau đó chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm chấm vn khi đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi các bạn ôn môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì tại mục số 1 môn tiếng anh tại mục số 4 môn tin học tại mục số 5 À, các bạn có ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. À, ký danh mật khẩu môn kiến thức chung thì đăng nhập vào môn kiến thức chung của ôn tập dự tuyển công chức. Còn các bạn có ký danh môn tiếng Anh ôn tập dự tuyển công chức viên chức thì mục số bốn. À, các bạn phải để con trỏ đúng cái mục các bạn cần. Thí à, dụ các bạn mà được cấp ký danh mật khẩu tại mục số 1 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức mà các bạn này để nhầm sang môn tin học à, thì các bạn không đăng nhập được vì vậy các bạn phải để con trỏ đúng tại cái mục các bạn có ký danh mật khẩu để các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu à, và khi các bạn có ký danh mật khẩu các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình người khác biết được đăng nhập phần mềm các bạn không đăng nhập được nữa vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm thế thì vào phần mềm các bạn sẽ tìm đến câu hỏi cho cái tài liệu các bạn cần để các bạn ôn À, trên phần mềm là có à, khá đầy đủ à, các danh mục cho các bạn chọn à, gần 200 à, tài liệu rồi các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi thí dụ các bạn chọn cái tài liệu à, cho cái à, nghị định 30 à, cái quyết định à, 34 này thì các bạn di chuyển con trỏ trong phía dưới à, các bạn cứ di chuyển các bạn tìm thấy thì các bạn dừng lại à, cũng trên một trang hết thôi đó à, các bạn thấy mục à, câu hỏi quyết định 34 cơ cấu tổ chức của tổng cục quản lý thị trường thì đối với cái file quyết định này các bạn tải trên google sau đó khi học các bạn mở cái file này lên đó, các bạn có thể mở cái file này à, cái file này các bạn tải trên google vì nó cũng ngắn thôi thì các bạn tải trên google sau các bạn lưu vào máy tính để các bạn mở lên mỗi khi học trên phần mềm thì các bạn mở cái file này lên các bạn chỉ mũi tên vào dấu trừ cú nốt điều khiển cửa sổ Windows nó nằm bên góc tay phải Trên cùng màn hình các bạn Macbook à, thì nó nằm bên tay trái Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ Nhấn nó trái thì nó thu nhỏ Các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ Nhấn nó trái thì nó thu nhỏ Các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ Nhấn nó trái nó thì mở lên đó Các bạn vừa học câu hỏi trắc nghiệm Vừa học à, à, lý thuyết là như vậy Chúng ta chọn câu hỏi trắc nghiệm Của mục, à, mục này À, là mục à, câu hỏi quyết định 34 à, cơ cấu à, tổ chức của tổng cục quản lý thị trường các bạn nhấn nút trái sau các bạn chọn à, di chuyển xuống dưới các bạn thấy cái thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái sau xuất hiện chữ start các bạn nhấn nút trái một lần nữa vào start là bắt đầu học lần đầu thì các bạn chưa cần phải làm bài học lần hai trở đi các bạn có thể làm bài làm bài là gì các bạn có thể tích vào một trong bốn phương án phương án nào các bạn cho là đúng hơn cả các bạn chọn có trường hợp A đúng B đúng nhưng mà B đúng hơn A thì các bạn chọn B hết thời gian làm bài thì không làm được muốn nộp bài sớm thì các bạn nhìn sang tay trái màn hình có chữ finish là hoàn thành làm xong rồi hoàn thành thì các bạn kích chuột vào finish học lần đầu thì các bạn chưa cần làm bài các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình nhấn nó trái một lần các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy chữ nộp bài và kết thúc này các bạn nhấn nó trái một lần nộp bài kết thúc để xem phần mềm nó hướng dẫn à các bạn học thì thông qua tình huống đặt ra à để chúng ta giải quyết tình huống này căn cứ vào đâu như thế nào là đúng là nó đúng như trong tài liệu như thế nào là sai nó có nội dung không đúng như trong tài liệu thí dụ như các bạn đọc câu hỏi này theo quyết định ba tư này đâu không phải là tổ chức quản lý thị trường ở trung ương à, chú ý ở đây đọc kỹ soi kỹ đâu không phải nhá thì như vậy rơi vào cái loại câu không phải. Phương án A, vụ tổng hợp kế hoạch tài chính, phương án B, văn phòng tổng cục, phương án C, cục công nghệ thông tin, phương án D, cục nghiệp vụ và quản lý thị trường. À, căn cứ điều 3. Thì à, các bạn căn cứ điều 3 thì các bạn kích chuột vào file, các bạn tìm đến điều 3 để các bạn đọc à, tình huống giải quyết câu hỏi này với căn cứ vào điều 3. Để các bạn di chuyển con trỏ xuống các bạn tìm đến điều 3 để các bạn đọc là cơ cấu tổ chức. Khoản 1 là các tổ chức thuộc, à, các tổ chức quản lý thị trường ở trung ương. Thì các bạn đọc gồm có văn phòng tổng cục, à, rồi có bốn vụ, à, vụ, à, vụ à, tổ chức cán bộ, à, vụ tổng hợp kế hoạch tài chính, vụ chính sách pháp chế, à, vụ thanh à, tra kiểm tra. Như vậy các bạn rút ra à, có bốn vụ cục thì chỉ có cục à, nghiệp vụ quản lý thị trường. Như vậy là à, có một cục đó các bạn để ý có một cục thôi, còn bốn vụ, à, các cái tên này thì các bạn nhớ thôi, à, tên đơn vị thì các bạn thi tuyển vào các bạn phải biết này, phải tìm hiểu. Thế thì à, các bạn để ý ở đây, thì chúng ta duyệt từng phương án, phần mềm hướng dẫn các bạn tìm ra ba phương án là tổ chức quản lý thị trường ở trung ương, dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là tổ chức quản lý thị trường ở trung ương. Thì đây là cái cách làm bài bạn nhất đối với học lần đầu. Đọc lần 2 chúng ta có kiến thức rồi chúng ta suy ra được phương án trả lời ngay cách một là chúng ta vẫn phải theo bài bản phương án a vụ tổng hợp kế hoạch tài chính thì đúng như điều 3 văn phòng tổng cục đúng như điều 3 cục nghiệp vụ quản lý thị trường đúng như điều ba như vậy phương án a phương án B và phương án D là ba phương án là tổ chức quản lý thị trường ở Trung ương suy ra phương án còn lại cục công nghệ thông tin không phải là tổ chức quản lý thị trường ở trung ương thì, thì đó là học lần đầu đấy các bạn thấy rằng là à, chúng ta phải có phương pháp học theo tư duy và hiểu nội dung à, dùng à, dùng dùng cái tư duy của mình khi chúng ta nạp dữ liệu vào bộ óc rồi chúng ta tư duy chúng ta làm thì à, học như vậy thì khi kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cựu gì các bạn cũng làm được đó là cái mục tiêu đúng nhất và học để có kiến thức vượt qua kỳ thi học để có kiến thức à, khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn chúng ta hiểu đúng nội dung à, các văn bản quy phạm pháp luật sau đó chúng ta sẽ làm đúng như các văn bản quy phạm pháp luật đó thứ nhất là phải hiểu đúng hiểu đúng thì làm đúng à, xin giới thiệu với các bạn như vậy cái mục đích là chúng ta phải có kiến thức à, để đạt được à, chúng ta vượt qua kỳ thi chúng ta có kiến thức à, chúng ta làm việc tốt hơn đó là hai cái mục đích để bám vào chúng ta học và chúng ta phải học như thế nào đó để hiểu nội dung có phương pháp làm bài phương pháp tư duy để ra đề cứ gì cũng làm được và chúng ta chạy show đi tìm cơ hội trách nhiệm học bao giờ hết được có có những em nói với thầy giáo thầy em có một file vài trăm câu thì như vậy chúng ta học gạo học vẹt thì không rơi vào đó là chúng ta không làm được và chúng ta là chúng ta không hiểu vì sao nó đúng à, học như thế thì đối phó à, theo thầy là như vậy chúng ta phải học phải có nội dung ví dụ gặp câu này à, chúng ta biết được ba phương án là tổ chức quản lý thị trường ở trung ương Suy ra phương án còn lại không phải là tổ chức thị trường ở trung ương, thì chúng ta thấy là chúng ta giữ nguyên ba phương án là tổ chức à, quản lý thị trường ở trung ương à, thay phương án không phải bằng một phương án không phải khác, chúng ta chế tác ra một câu hỏi mới và cứ cái cách chế tác như vậy chúng ta có vô vàn câu hỏi để chúng ta chế tác. Vì vậy đấy, thầy chứng minh các em không thể chạy sâu đi tìm câu hỏi được. Xin giới thiệu với các bạn như vậy, chúng ta phải học theo cái phương pháp hiểu nội dung là như thế. Đó, thì ra để cứ gì chúng ta, ta cũng làm được. Xin uh, giới thiệu với các bạn như vậy. À, chúng ta muốn học các câu khác mà chúng ta lăn tăn, chúng ta chuyển nhanh thì chúng ta kích chuột vào ô vuông câu hỏi này. Thí dụ như các bạn đọc này, à, câu hỏi này, đâu uh, đâu là phương án sai của tổ chức quản lý thị trường ở trung ương? đó. Các bạn để ý đâu là phương án sai uh, của tổ chức quản lý thị trường ở trung ương? thì chúng ta thấy là nội dung phương án nào là sai nội dung phương án nào đúng thì chúng ta phải tìm ra ba phương án có nội dung đúng à, loại trừ đi còn lại phương án có nội dung sai đấy là học lần đầu đấy rất bài bản đấy học lần thứ hai chúng ta có nội dung ở trong óc là các phương án à, là phương án đúng của các tổ chức quản lý thị trường trung ương rồi thì dùng bộ óc của chúng ta tư duy ra được một cái phương án không phải luôn thì chúng ta đánh một phát ăn ngay à, chỉ luôn phương án đầu tiên và muốn làm được điều đó thì chúng ta phải à, học trên phần mềm một vài lần thì chúng ta mới có được cái tư duy đó à, chúng ta thấy rằng là căn cứ điều 3 thì các bạn kích chuột vào điều 3 thì các bạn đọc ở đây và các bạn đưa ra kết luận là có bốn vụ à, rồi có một cục à, rồi có văn phòng à, tổng cục đó các bạn để ý thế này thế sau đó các bạn đọc này nội dung phương án a tổ chức quản lý thị trường ở trung ương có một viện Phương án B, tổ chức quản lý thị trường ở trung ương có 4 vụ. Phương án C, tổ chức quản lý thị trường ở trung ương có 1 cục. Phương án D, tổ chức quản lý thị trường ở trung ương có 1 văn phòng tổng cục. Như vậy chúng ta thấy là B, C, D đều là có 3 phương án có nội dung đúng như tài liệu. Suy ra phương án còn lại, tổ chức quản lý thị trường ở trung ương có 1 viện là không đúng như trong tài liệu thì gọi là phương án có nội dung sai. Thì đây chính là lựa chọn trả lời cho câu hỏi này à đáp án đúng trên nền vàng G Connect Answer, tổ chức quản lý thị trường ở trung ương có một viện. Thì đây là cái nội dung sai, không đúng như trong tài liệu. À xin giới thiệu với các bạn cái cách tư duy như thế. Các lần sau các bạn đã học rồi thì các bạn tư duy được ngay, đánh một phát ăn ngay, tức là tổ chức quản lý thị trường ở trung ương có một viện. Liếc một phát là chúng ta à, tính được ngay. Đó, xin giới thiệu với các bạn như vậy. À chúng ta có nhiều cái cách để làm. À, thí dụ cái loại câu đây câu tiếp theo đâu là tổ chức quản lý thị trường ở trung ương thì loại câu này chúng ta thấy mỗi một phương án có nhiều giá trị thì chúng ta phải duyệt từng phương án à, phương án đúng là phương án có tất cả các giá trị đều đúng phương án sai là có ít nhất một giá trị đều sai căn cứ điều ba thì phần mềm hướng dẫn các bạn trên nền vàng đây à, là phương pháp làm loại câu này các bạn duyệt từng phương án để tìm ra à, phương án có tất cả các giá trị đều đúng à, thì nó là phương án đúng còn có ít nhất một giá trị sai thì nó là phương án sai thí dụ phương án a các bạn liếc ngay để các bạn thấy có vụ hợp tác quốc tế là nó không phải là tổ chức quản lý thị trường trung ương cho nên phương án a bị loại trừ đó các bạn để ý cái phương pháp thế rồi uh, rồi các cái uh, phương án khác các bạn cũng cũng, cũng liếc nhanh như thế để các bạn tìm ra à, xin giới thiệu với các bạn cái phương pháp làm như vậy các bạn muốn học lại cái mục này hoặc mục khác các bạn kích chuột vào mục số 1 này nhấn nó trái một lần À, bây giờ các bạn muốn bảo mật cái mật khẩu của mình mỗi khi chúng ta kết thúc phiên làm việc với phần mềm à, chúng ta tắt máy tính để nghỉ à, thì chúng ta chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình này có cái hình người à, các bạn nhấn nút trái một lần sau các bạn thấy chữ chữ thoát thì các bạn nhấn nút trái để thoát ra à, như vậy các bạn à, vào chỗ chiếu để tắt cửa sổ à, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên thông qua cái tài liệu này các tài liệu khác hoàn toàn tương tự các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn